Liên đoàn luật sư Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung hôm 3 tháng 11. Công văn của Liên đoàn luật sư Việt Nam có đoạn viết rằng luật sư Trần Thu Nam bị gãy sống mũi, tổn thương xoang và mắt, phải nhập viện để theo dõi chấn động não. Luật sư Lê Văn Luân bị hành hung gây thương tích nhẹ và bị cướp điện thoại. Cơ quan đại diện cho các luật sư của Việt Nam cho rằng đây là vụ việc cố ý hành hung, cố ý gây thương tích và cướp tài sản cá nhân của hai luật sư nói trên diễn ra rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm đến uy tín, tính mạng, sức khỏe và quyền hành nghề hợp pháp của luật sư. Liên đoàn này cũng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xem xét kiểm tra diễn biến sự việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của hai luật sư nói trên để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra hôm 3 tháng 11 khi luật sư Nam và Luân tới nhà bà Đỗ Thị Mai, mẹ đẻ của Đỗ Đăng Dư, thiếu niên bị tử vong sau khi bị giam giữ tại trại giam. Luật sư Nam kể lại với VOA. Phải khẳng định rằng là cái việc mà chúng tôi bị hành hung là xuất phát từ cái vụ án của cháu Đỗ Đăng Dư. Và trong quá trình tham dự cái vụ án này thì tôi đã gặp rất là nhiều những cái cản trở khó khăn. Có hay chăng là cái việc là do chúng tôi đề nghị là xem xét trách nhiệm của những người mà ra cái văn bản trái pháp luật trong tố tụng về việc tạm giam chỉ là trẻ vị thành niên á, cho nên là họ đã có mối thù. Nói chung là tôi cũng không dám khẳng định, bởi vì tôi chả có mối thù với ai cả, chả có va chạm, chả có nợ lần ai cả, nhưng mà tự dưng mà tôi đến về phố Đỗ Đăng Dư đi ra ngoài thì bị ảnh hưởng như vậy thì cũng chỉ xuất phát từ cái việc này thôi. Mà trong cái việc này thì chúng tôi đã khẳng định là có cái bàn tay của công an xã đã dũng vào, nên còn công an huyện có chỉ đạo hay không, công an thành phố có chỉ đạo hay không thì chúng tôi không dám khẳng định, bởi vì nói cái gì thì nó phải có chứng cứ và khách quan. Luật sư Nam khẳng định có sự dính dáng của công an xã, nhưng ông nói ông không dám khẳng định liệu công an huyện hay công an thành phố có chỉ đạo hay không. Luật sư này nói thêm rằng, mong muốn của ông hiện nay là các luật sư khác cùng lên tiếng để ngăn chặn các vụ việc tương tự như thế xảy ra trong tương lai, và nói thêm rằng những người nào coi thường pháp luật, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của luật sư phải chấm dứt và phải bị phát hiện và xử lý kịp thời. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời trưởng công an huyện Chương Mỹ, nơi xảy ra vụ việc, cho biết vụ luật sư Nam và Luân bị đánh là do va chạm trên đường. Bị can Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội khởi tố và tạm giam về hành vi được mô tả là bị bắt quả tang trộm cắp tài sản. Thiếu niên này sau đó đã tử vong và gia đình cho rằng cái chết của nạn nhân còn nhiều uẩn khúc, và luật sư Nam cùng với các đồng nghiệp của mình đang xúc tiến tìm lời giải cho vụ việc này.